mến, chúng ta đang quay trở lại với 7 nụ cười sao. Trò chơi này thì ai cũng biết, những câu hỏi và những án buộc luôn rình rập trên đầu chúng ta. Sai một ly là đi một ký. Anh Lì Xì anh vẫn đang thất thần. Ô Lì Xì thất thần không phải vì quá mệt, không phải vì trò chơi nặng mà là thất thần phải đối đầu với Lâm Vĩ Dạ. Đúng vậy. Lúc đầu tiên em hỏi là chương trình bảy nụ có gì dơ bẩn không? Không, ở đây chỉ có một mình Lâm Vĩ Dạ thôi. Em tin anh, bây giờ thì em mới tin anh là đúng chưa? Hồi nãy vô xuống cánh gà hỏi tôi, anh Giang hỏi gì? Sao có người phụ nữ như vậy anh? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 cặp đấu, mời thách đấu và chọn cặp. Anh nói gì vậy đó? Anh nói gì vậy đó? Dạ. Dạ. Anh Dũng còn chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng. Rồi, một cặp. Cặp thứ hai. Em nhanh tiếng luật. Em với anh Vinh. Không được chọn hả? Không được chọn hả? Anh định nói gì vậy? Tôi, từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ được chọn ai luôn á. Tôi giống như là đồ trong siêu thị đó. Ai đi tới ngang muốn bóc bóc muốn lấy vậy trời. Anh là hàng hot đó cho nên là chưa kịp bán là đã sold out rồi. Hết hàng chưa? Rồi. Hàng hot. Nếu xe, nếu mà nghĩ theo một cái ý tích cực như vậy là đúng. Không, mình chỉ là món hàng thôi. Ha. Không có, hồi nãy bé Hà Thu có hỏi em là ở trong nhóm của chị ai ai thông minh nhất. Thì em mới nói là em thấy cái chán anh Luật là thấy thông minh rồi. Ủa nói vậy mà lát chơi thua Hà Thu. Chơi gì chơi mà hai người gọi gây áp lực cho tôi. Rồi, cặp đầu tiên Lâm Vĩ Dạ, Only C. Yeah. Em lấy số này cho anh. Quả tôi xì 3, 2, 1 bằng. Ra gì? Anh ra cái bao nha. Dạ. Anh ra cái bao kệ, kệ anh chứ. Tôi đâu phải Hà Thu. 1, 2 1, 2 Anh ra cái bao thiệt đó. Anh ra cái bao thiệt đó. Đó. Đây. Đó. Đây. Sao em không tin anh? Sao á? Nãy gì nói em á? Chút đánh ca của anh là cũng mệt mỏi. Chưa gì đeo kiếm. Quên. Rồi, sẵn sàng chưa? Kể tên các loại trái cây có trên một hạt. Trên 5. Một hạt là nhiều hạt á anh. 4. Mãng cầu. Thanh long. 5. Lê. Sầu riêng. Dưa hấu. Mít. 5. 4. Mít tô nữ. Mít tô nữ. Nói mít tô nữ là mít rồi. Đã mít rồi còn mít tô nữ. Mít là một mít thôi. 5. Một mít thôi. 4. 3. 2. Bon. Không, Lan Ngọc nhắc bon. Đâu? Lan Ngọc nhắc. Khoan, từ. Chưa. Nhưng mà là MC người ta có quyền chứ sao chị lại chị đập như vậy? Bây giờ hỏi những anh quay phim nè, có nhắc không? Máy này đang theo dõi cận Ngọc đúng không? Rồi. Hay quá người anh em. Mời lên. Em nói bình tĩnh. Quá. Mời. Thảo Lê Xê cho mượn ghế cái. Rồi đúng như kia. Dòng này em thắng. Đúng vậy. An Giang làm đội này đương nhiên thắng rồi. Rồi thắng luôn. Có người thứ hai. Ba câu lận mới có câu à. Câu thứ hai. Quả tôi xì. Đã gì? Em vào cái bao tiếp. 1, 2, 3. Đâu có ai ngu hoài anh. Đâu có ai ngu hoài anh. Đâu có ai ngu hoài. Bớt lại. Mình được quyền kể trước. Kể gì ạ? Kể tên các tỉnh hoặc thành phố có chữ Y ngắn trong tên. Nội Bài. Nội Bài. Nội Bài sao là tỉnh thành? Nội Bài sao là Sân Bay? Anh ơi. 4, 3, 2 1. Hải Dương. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Hải Dương rồi. Thôi là hết giờ, hết giờ. Sao mà cãi ngồi quá lại, ngồi, cãi lại, lại, ngồi lại, ngồi lại, những thứ vô dụng như thế này tại sao lại để đây nhỉ? Ra gì? Em đã kéo. Một,
2, 3. Hỏi bài thua hoài, bài chị thua hoài vậy chị dạ? Chị trúng thanh cái búa vậy hả? Ờ. Thích. Không phải, tại đây bây giờ bẻ bung ra không được rồi. Kể tên Tịnh Thành có chữ yên ngắn. Nội bài, nội bài. Nội bài, nội bài. Kể tên các con vật có chân mà không có lông. Con vật hả anh? Ừ. Có chân mà không có lông. 5, 4. Con gà cúng. Không anh, nếu vậy em có thể nói là con heo quay, con vịt quay, con gì nói không được. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Khoan. Em phải trả lời được thì em mới thắng được. 5. Con cá sấu anh. Đúng rồi. Khoan, tôi mới nghe đồng đội nhắc. Con gì ạ? Con rái cá. Chúng ta đã bị thỉnh kinh. Rồi, em ở đây xin nè. Lấy cái dù ra. Con gì? Con gì có chân mà không có. Hồi nãy trả lời con gì? Con rái cá. Rái cá. Đã thỉnh được chân kinh. Thắng rồi chứ đâu, đúng không anh? Rồi, đội mình hiện tại thắng một lượt đầu tiên thuộc về Lâm Dạ. Để cặp đôi sóng gió mẫu thần gì đó. Để tôi. Thôi để em đinh trước. Em ngồi cho não em tịnh lại đi. Tiết Luật và Hà Thu. Nè, Á Hậu là người ta thông minh lắm á. Thôi anh không. Quá tôi gì? Cần thua, anh là nên trả lời sau là đúng. Okay. Ra gì? Ra cái búa. 1, 2, 3. Giỏi lắm anh Lực. 2, 3. Giỏi lắm anh Lực. Mời nó trước, mời nó trước. Có dùng mời nó trước. Kể tên các con vật bắt đầu bằng chữ T. Con thỏ. 5, 4. Chào ơi. 3, 2, 1. Trời ơi, thằng Lăng. Trời ơi. Ủa, đặt bên đây mà. Tại anh Giang dựa vô. Anh Giang, ngồi vô đây. Không có, bạn nghe lộn. Đúng bạn vậy. Bạn nghe lộn. Anh ngồi vô đây. Bạn nghe lộn. Tôi không nghe câu hỏi lo cười không à. Chữ T anh đừng có xào, người ta nói con thỏ rồi. Rồi, lượt đầu tiên, Hà Thu thắng. Có ai thắng mà như em vậy không? Câu tiếp theo. Khoan bạn, để tập trung đi. Mời quán tôi xin. Thì kết dắt nhỏ đi thỉnh kinh chi mà giờ. 1, 2, 3. Thắng làm gì? Đã không có thông minh rồi mà còn thắng. Hãy kể tên con vật bắt đầu bằng chữ B là chữ bờ đó. Con bò. Bò. Con B. 5, 4, 3, 2. Con báo. Báo. Con 5, 4. Bê. Con bê. Con bê. Con bé. Bé là con gì? Bé là con gì? Bé. Bé là con gì? Bé nhỏ nhỏ gái anh. Đúng. Loài người cũng là một loài động vật mà anh. Đúng rồi. Động vật. Đúng không anh? Con. Đúng rồi. Có. Không. Không. Ai không, đủ rồi. Cái máy này nó nhạy quá à. Làm gì có chuyện chạy ở đây hả?
Lượt hồi nãy Hà Thu thắng, lượt này Tiến Luật thắng là Huê. Bây giờ câu cuối cùng, Quán Tu Si. 1, 2, 3. Từ từ. 2, 3. Từ từ, tôi xỉm với bạn hay tôi xỉm với Hà Thu? Bạn đếm mà sao tiền bạn ra cái bao? Chuyện nãy giờ tôi lo xỉm với bạn mà tôi thua bên tôi thắng bên kia đó. Rồi, 1, 2, 3. 2, 3. Hoài. Cái gì? Đã không biết trả lời mà thắng hoài. Kể tên các vật dụng trong nhà bắt đầu bằng chữ M. Mâm. Cái mẹt. Năm. Trời ơi. Bốn. Cái màn. Kim. Năm. Bốn. Ba. Kim. Từ từ. Khoan. Hai. Cái mẹt. Mền. Năm. Cái mụn. Đúng rồi. Rồi mà. Chưa màn. Mụn nãy là màn. Nãy là màn. Giờ mụn. Mền. Mụn màn. Cái mành. Cái mành. Năm. Cái máng. Cái máng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Đúng 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 đúng. 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 Đây, nhà có máng xôi. À đó, phải nói rõ là máng xôi. Cái 4 3. Cái mâm. Mâm rồi. Mâm rồi. 3 rồi, 3 rồi. 3. Cái đó cả. Cái đó đó. 1. Cái xong. Cái đó là cái này nè. Xong. Vô. Cái mổ. Vô vô. Vô vô. Cái muỗng. Đó là cái muỗng. Anh phải kể thêm một cái nên em mới phục. Cái muỗng gì nữa? Cái muỗng quần áo, múc canh chứ gì. Cái màn hình tivi, cái móc quần áo, cái móc gì? Móc rồi cái mỏ nữa. Rồi, lượt này Tiến Luật thắng. Thật ra ngồi cho nó căng lắm. Thật sự, khi ngồi ở trên đó thì nói được hay lắm. Vô đây ngồi đi. Đây là lượt cuối cùng để quyết định đội nào thắng ở trò chơi này. Em không chơi mắt kiến nè. Kệ em. Trời ơi, con bé này khờ dễ sợ. Ủa sao vậy? Tự nhiên em qua mắt kiến làm chi? Trong khi người ta chưa chơi người ta sạch tách. Em chưa chơi nhìn em kìa như con ăn mày thấy không? Đó rồi, bây giờ mắt kiến vậy sao thấy đường tù xì. Thôi em không muốn mắt luôn. Thiệt luôn hả? Không. Em không. Anh Vinh bỏ mắt ra đi. Vô mắt. Vô mắt. Thôi bỏ ra đi, bao nhiêu mùa rồi. Rồi. Khùng quá, lấy được nó rồi, đeo đi. Con bé này khờ dễ sợ. Không có thành chánh quả là gì anh không á. Quả tôi xì, 3, 2, 1. Thắng được đi trước. Đó, trời ơi, làm như mình thông minh như đó rồi cũng là xin sầm ăn. Cho tôi góp ý cái món mà Lan Ngọc sợ nhất là món địa lý. Bạn làm ơn bạn né giùm tôi nha. Đáp án không được dùng tiếng nước ngoài. Kể tên những quốc gia. Kể tên những quốc gia. Trời ơi. Trời ơi. Ban tổ chức ép của tôi luôn á. Có hai từ. Hàn Quốc. Thái Lan. Nhật Bản. Năm. Bốn. Na Uy. Ba. Mông Cổ. Trung Quốc. Năm. Bốn. Ba. Quốc gia hả? Hai. Thái Lan. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Là Việt Nam. Miếng điện đâu? Miếng điện đâu? Rồi, lượt đầu tiên Trương Thế Vinh thắng. Hay quá anh Vinh ơi. Lượt thứ hai. Đã không cần địa lý mà tại sao cứ địa lý hoài? Vô tình thôi. Câu thứ hai vẫn là địa lý. Quả tôi xì. Ủa, Na Uy là hai từ hả ta? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy quả tôi xì. 3, 2, 1. Thắng. Sao rung tay vậy? Kể tên các con vật có trên 4 chân. 5. Cú nhện. Chó. 5. 4. 4, 4 chân hả? 3. Con kiến. 5. Con cua. Con còng. Con 5. Con còng là với lại 4. Con 3. Con bò xít. Con gà. Đó, con rạm. Cái gì con rạm? Con tôm xích. Con tôm mũ ni. Con tôm mũ ni. Con tôm sú. Tôm là một tôm thôi. Tôm tích. Rồi, hai tôm. Năm. Con tôm tích. À, bốn. Con sam. Đúng.
5. Con cuốn chiếu. À, con sâu. 5 4 3 2 Con bồ cạp. Con bồ cạp. Bồ cạp rồi, bồ cạp rồi. Chưa. Chưa. 5 4 Con bồ cạp. 3 Con sâu đớp. Con sâu đớp. Không con sâu rồi. Con sâu rồi. Vô. Vô. Thì cái gì nữa? Thì cái gì nữa? Như vậy là Vinh. Ủa, anh Vinh chưa trả lời tiếp con nào mà sao thắng được? Không, tại Vinh đi trước mà. Đi đâu phải Vinh đi sau đâu. Nhưng mà con gì nữa? Cái gì? Anh cũng có biết đâu mà anh nhìn thôi. Con ong. Con ong. Thôi nè. Đi nghe chị dạ nhá. Con chuồn chuồn. Bơm bơm. Con ruồi. Con mũi. Như vậy là Vinh thắng hai lượt rồi thì... Không. Tôi chơi cho em vui. Em đang okay. Chơi cho đến khi nào anh Vinh ảnh rớt bột thì thôi. Rồi, quả tôi xì. 3, 2, 1 Thắng. Trời ơi, đã khờ rồi. Đã khờ rồi mà còn đi trước. Kể tên tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Tỉnh hoặc thành phố ở Việt Nam. Lại là địa lý. Nó vô tình nè. Ôi, nhiều câu mà. Sao anh cứ chơi em mấy câu địa lý hoài. Cho em câu khác đi, đừng có địa lý. Này cái này bạn cứ sắp xếp, anh sắp xếp. Vinh đừng mới đổi không? Anh tự đổi. Thôi nhường em nói đi anh. Đợi. Kể tên các bài hát có tên 5 chữ. Đơn, em chỉ biết hát thôi, em không biết tên bài hát. Thôi bạn ơi, thương em đó, đổi đi. Thích câu nào đọc luôn. Kể tên các loại áo. Rồi. Quá trời câu ấy, trọng anh cứ chọn. Kể tên các loại áo. 5 Áo thun. Thun. Áo mưa. Áo xi lê. Áo dài. Áo khỉ. Áo xi lê với áo khỉ mấy thứ. Bậy hai cái anh. Áo vét. Áo tang. Trời ơi trời. Đó mà. Đúng nhưng mà nó ghê. Áo cưới. Áo bà ba. Áo sườn xám. Áo sườn xám. Áo sơ mi tay ngắn. Áo sơ mi. Áo sơ mi tay ngắn. Áo ba lỗ. Áo áo lót. Đúng năm. Rồi. Áo hai dây. Hai dây. Đúng rồi. Áo len. Áo len. Áo ống. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ. Khoác. Khoác rồi không? Chưa. Áo măng tô. Măng tô. Áo bơm bơm. Bơ là gì? Có bơ cái này nè. Mấy cái này nè. Mình không dùng chứ đi ngoài, bơm bơ với lại nhưng mà cái này gọi là bơm bơ chứ gọi là hút đi. Hút đi rồi bơm bơ đi là rồi. Giờ là bơm bơ đúng không? Thôi bạn ơi đổi câu hỏi khác. Bơm bơ là khoác rồi. Thôi đổi câu hỏi đi. Đổi câu hỏi đi. Bé tự chọn mà chọn lại. Kể tên các nhân vật hoạt hình nổi tiếng trên thế giới. Ê, anh coi nhiều lắm nha. 5 Chết rồi. 4 Vậy hả? 3 Elsa. Tom. Tom là gì? Tom. Jerry. Jerry. Mickey. Donald. Big Lick. Minnie. Pooh. Khoan xí. Winnie. Cái gì? Doraemon. Con gấu Winnie mà có cái này nè. Doraemon. Solomon. Solomon là ai đọc tên? Thủy thủ mặt trăng. Không có tên, có tên mỗi người đàng hoàng. Tức ghê, tự nhiên nhân vật hoạt hình là thủy thủ mặt trăng. Ví dụ như là Nobita. Vậy người ta là Solomon nè, là nhân vật thủy thủ mặt trăng. Cái đó là cái tên. Thủy thủ sao kim nè, thủy thủ sao hỏa nè. Nè, thủy thủ sao hỏa nè. Đỡ cậu khác. Kể tên các loại trái cây có một chữ. Rồi, kể tên các loại trái cây có một chữ. Mít. Mít. Xoài. Ổi. Cóc. 5 Nhãn. Dừa. 5 4 3 2 1 Vô.